Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay mình nghe nói con game này mới ra mắt cho nên là mình tải game về luôn, trải nghiệm với anh em xem nhé mọi người ơi. Tên game là Tân Minh Chủ mọi người ạ, của nhà phát hành Soha Game. Hình như ra mắt được mấy ngày, nhưng mà đây là Big Event 12 tháng 12, mình không hiểu là như nào đây. Anh em thử vào game nhé mọi người, xem là có gì hay ho không. Tinh 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 tinh. Con game này thì có dung lượng khá nhẹ, tầm khoảng hơn 200 MB, lượt tải xuống vào tầm hình như 10.000 các bạn. À, chúng ta đang ở server là Võ Đang mọi người nhé, vào game luôn nào. Thời kỳ luận kiếm tuyệt đỉnh Hoa Sơn, kẻ thắng có thể nhận chí bảo thập tứ thiên thư, kinh thiên hạ ngũ tuyệt hiển thần thông, giao chiến ác liệt vì tranh đoạt thiên thư. Tây vực tiên sinh chuyên tâm nghiên cứu độc thuật, lấy độc thiềm công độc bộ võ lâm. Đông Hải đảo chủ có sở trường kỳ môn ngũ hành, Đông Hải thành công không có đối thủ. Khiếp. Hoàng đế đại lý nay đã thoái vị xuất gia. Thuần dương chỉ pháp tinh túy ảo diệu. Thuần dương chỉ pháp. Hiệp nghĩa thần cái uy danh thiên hạ. Thần cái. Đồ long trưởng pháp vô cùng dũng đây. Mãnh. Giáng long thập bát trưởng ấy. Cuối cùng lại bị tiên thiên kỳ công của trùng dương chân nhân áp đảo. Được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất. Đứng đầu thập tứ thiên thư. Kình. Thập tứ thiên thư. Đó là phần cốt truyện nó dắt đó. Khá là hay đúng không? Ở đây vẫn là cái ghi âm của nước ngoài rồi. Đây là Hoàng Dược Sư các bạn ạ. Đây là Đông Phương Bất Bại. Ok. Đây là game nhập vai và sưu tập thẻ tướng các bạn nhá. Đây game xem kỹ năng. Ủa, đã cơ một phát. Cái mà lúc ra skill thì nhân vật sẽ nói. Còn đây thì là đoạn cốt truyện thì là vẫn chưa việt hóa hết. Anh em cùng xem kỹ năng. Đinh Xuân Thu. Mọi người xem mình tí nhé. À, như vậy là game cũng tự động play luôn các bạn ạ. Không cần phải làm gì cả. Cho mình một tí, cho mình một tí. Ok, anh em có xem kỹ năng thế nào. Kỹ năng cảm giác không được đẹp cho lắm nhỉ. Chấp nhất đăng đại sư. Kỹ năng của kẻ địch thì còn đẹp hơn của mình. Chúng ta có xem nhất đăng đại sư nào. Trời, nhanh quá nhỉ, không kịp nhìn gì. Hồng thất công, giáng long thập bát trưởng à? Rồi, Hồng thất công nhìn còn đẹp đẹp chứ còn mấy cái khác nhìn xấu quá. Nào đó là Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh, biển là của tôi Tăng Sinh Chi Địa. Vương Trung Dương, Đông Phương Bất Bại hiện thế, cùng tranh đoạt thiên thư với tứ đại truyền nhân. Cuộc chiến nổ ra, kinh động giang hồ. Rồi. Cuối cùng, Đông Phương Bất Bại nhanh tay cướp được thiên thư. Tứ đại truyền nhân phát giang hồ hiệp khách lệnh, truy tìm thiên thư. Ok, anh em sẽ đi tìm thiên thư nhá. Tinh túy tỷ ý giỏi nghệ, nằm ở không chế. Đẹp phết, đây sẽ là Ngami các bạn ạ. Quyền thiết kiếm trong tay, ai ngăn nổi ta? Đây có một cái tên không đây. Cửu kiếm tuyệt học không gì phản nổi. Công thủ và nội. Đứng ở sau ta, ta sẽ đỡ che chắn cho ngươi. Tình quá sâu đậm khó dứt nổi. Rồi. Nhưng vẻ ngoài lại tỏ. Lấy thiên hạ, lấy chúng sinh làm tâm. Minh giáo. Wow. Shucks. Ok, chúng ta chọn Minh giáo nhé các bạn nhé. Có vẻ như là nhân vật này khá là giống tính cách của mình. Mình là Định Vi các bạn nhé, đừng quên tên mình. Ok, vào game nào các bạn ơi. Tìm lại thiên thư là gì? Ồ, ngày thứ nhất thì anh em xin được nhận. Đây là đoàn dự các bạn ạ. Ui, vào game anh em được nhận được đoàn dự SSR luôn nha các bạn nhé. Ấn nhận hết luôn này. Nhất định phải lưu truyền đời đời. Dung Long Thành. Đây là Quách Tĩnh luôn các bạn. Mình nhận nhớ nhỉ.
đây là tiểu long nữ luôn, đây là Quách Tương. À, như vậy là game mở được 6 ngày rồi và mình đang ở ngày thứ 6. Trời ơi, đây là tảo điện tăng. Ok, ok, đây là chúng ta đánh phó bản. Thể lực sẽ hồi phục dần dần. Nhất đăng đại sư. Cái đoạn này thì lại được việt hóa hết này. Trung linh. Đồ họa game khá là đẹp các bạn. Thần pháp nhanh. Trưởng lão ma giáo. Đại sư bị thương, nhưng thần pháp vẫn nhanh như vậy. Ma đầu đã bị lão nạp phúc. Nhất đăng đại sư. Lại là tiếng Trung Quốc. Xem các bác Việt hóa chưa hết. Càng khôn Nazi các bạn. Phía dưới này sẽ là một cái thanh nộ dành cho anh em. Ví dụ như nhất đăng sẽ dùng hết 60 nộ. Thì cái thanh này là thanh khoảng 200 các bạn ạ. Hay ho phết đấy. Ok, anh em vẫn phải chơi theo cốt truyện. Hoàng dược sư. Kẻ nào? Dạ băng lẽ hại người. Rồi, anh em cùng xem kỹ năng của Hoàng dược sư nhé. Wow, được phết đây. Hoàng dược sư đánh hàng dọc mọi người. Mình đánh đơn thể. Wow, bí kíp võ công. Mau học thôi. Đồ long xuất thế, giang hồ loạn nơi nào. Ngao du võ lâm đồng tà. Mà chờ mình một xíu nhé, mình làm cái này. Trong tay ngũ đại phái quyết chẳng tha, chính ta với máu anh ta. Những bí kíp này tuy không thể chịu cái thế, nhưng hạ trong tay ta. Anh em sẽ điều khiển một con men rồi. Ok, nhấc vào đây để thử. Chúng ta còn thiếu một cuốn bí kíp. Xem này, muốn địch với kim nguyên, tu vi võ công của người có thể tiến thêm một bậc nữa. Cụ máy chủ mới ngũ hành. Cái này nhưng không phải tân chủ của số 2 game đâu thì phải. Thế là lạ nhỉ. Như vậy sẽ có 9 vị trí ra trận cơ. Đúng không các bạn? Đây thành một cái hình vuông đây. Âu Dương Phong. Nào anh em cùng xem skin của Âu Dương Phong nhá. Cốt truyện mình sẽ bấm nhanh nhanh các bạn ơi, các bạn chịu khó đọc thêm với mình. Mình không giải thích phần cốt truyện nữa, nếu mình kéo thế thì lâu lắm. Khan lão phủ thi triển các mô công. Wow. Khiếp nhỉ. Cái skill nó xử lý rất đẹp các bạn. Cái hình ảnh xử lý rất đẹp. Đồ họa rất đẹp luôn mà lại không bị giật lag gì cả. Con game này siêu kinh thật đấy. Đại công cáo thành, mau học thôi. À, đây là phần nâng cấp đó các bạn. Ta thấy khí chất của ngài quả thực. Xà đạn, học vậy sao? Truyền công là gì quan trọng? Ngoài xà đạn, chọn xong nguyên liệu. Bách xà đạn, giống như là mà bán xà bông vậy. Kỹ năng. Có cái này nghĩa là hãy cần kỹ năng để tăng quy lực nào. Thất thương quyền, ok. Tiếp tục xong ba thôi nào. Lão ăn mày. Thành tương dương đó. Muôn vì cái gì thì mối ký vậy. Giảng bối tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích. Ok,
Ok anh em xem hợp tấn công nào. Đỡ man nhỉ. Kia làm hay đấy. Ua. Các cái phần lồng tiếng được làm khá là thỉnh chu các bạn ạ. Tuy nhiên là đôi chút tiếng chung ở đây thôi. Đây, vẫn là tiếng chung ở đây. Vừa tiếng chung vừa tiếng Việt. Nhưng mà đời cũng nói là game này rất hay. Thay vì anh em sưu tập tướng Tam Quốc thì anh em thể sưu tập hợp tấn công ở đây. À, sưu tập theo cốt truyện của Kim Dung. Đẹp phết. Wow. Âm thanh xử lý đỉnh các bạn ạ. Hay thật. Cái phần tắt nhạc ở đâu nhờ, nó cứ bực kê. Giáo chủng ma giáo. Đây là tiểu long nữ các bạn. Rồi xong. Bị nó lừa rồi. Hẹo à. 3.000 Vương Trùng Dương các bạn. Ủa. Hình tượng xây dựng rất đẹp. Cửu âm chân kinh. Của tiểu long nữ. Khiếp nè. Vương Trùng Dương. À, Vương Trùng Dương là khi bút máu với xanh các bạn. Giao chi sư trị liệu. Bất khả thành chương. Đẹp phết đây. Trời. Nó còn slow motion đoạn cuối nữa. Ghê được phết. Đa tạ Long Quân giúp giữ trị giúp. Không cần cảm ơn. Này từ thiện. Có duyên ác sẽ gặp lại. Cáo từ. Mình không bấm được cái khác các bạn ạ. Bực ghê. Anh em vẫn phải làm theo cái hướng dẫn của game. Thế chủ hãy cần. Tiếp. 1v5 luôn các bạn ạ. Đẹp phết. Ra thực thi một đống. Ủa. Càn khôn Nazi. 50 cơ, bây giờ có 40. Ok. Từ đây về sau, tất cả xem khả năng cung. Từ nay về thế chục. Đa tạ các chị tiền bối giúp đỡ. Ok, mình đập được 40 tiền bối giúp đỡ rồi mà, đã man không? Đừng quên nhận gương ở đây. Game hướng dẫn nhiều quá. Đây là phó bản thứ hai các bạn. Đại ân nhân. À. Mau tới xem thử quán nào. Mỗi ngày được chiêu mộ miễn phí một lần. Đừng lãng phí. Ơn cứu mạng, không có gì báo đáp. Đây là Trung Linh các bạn ạ, một nhân vật nữ. Mời rượu thơm nồng, rượu ngon, hồn hổ đã uống rượu của người. Nay có việc gì cần, giải quyết không thể nào. Anh em sẽ có thêm một nhân vật nữa là Hồ Nhất Đao. Chuyện hồ, tại hạ được gặp Hồ Đại Hiểm biết được quả. Hãy cho tướng mới ra trận nha, giữ vào avatar, kéo lên trận là xong. Đời bao năm phân tạo địa tăng. Trước là tanh các bạn ạ. Ủa, cái... mình VIP 12 luôn. Ok anh em cùng xem nào. Nạp lần đầu được cái gì nhá các bạn. Nạp lần đầu được chu bà thông các bạn ạ. Vàng bạc các thứ gì đó. Dân đọc của bên 10 này. Thần điêu sa đàn này. Lệnh vượt dài. Ua. Hồn vạn năng. Điện tử SR bất kỳ không thể dùng cho tướng. Dương Ngọc Lâm với 9.
80 này. Mộ dung phục các bạn ạ. SR. Cựu âm cất sâu, sâu tận trong gươm đao. Giao tranh khắp nơi đồng tà. Dương vũ khí chỉ định. Ôi, nhận quà các thứ này thôi rồi. Hồn tiểu long nữ nữa nha các bạn nha. Chấn động khắp chốn. Đây là ai đây? Ờ, à, đây thẻ hồn nhân vật các bạn ạ. Tìm chỗ tắt nhạc thế nào, không mình tí nữa dính bản quyền thì dễ man đấy. Và online này các bạn nhé. Ôi, 10 kinh con vào 4 ngày. Ôi giời, nhận quà đó hoặc tay à. Đang tìm chỗ tắt nhạc, nó không biết nó ở đâu ta. Chắc ở đây, đây cái đặt đây. Ok, tắt nhạc rồi. Các bác nói nhiều quá. Hát hò. Ok, vẫn là phần nhận. Ui, Kim Ngân Bảo nhận một đống ấy. Mệt hết cả người. Vào game chỉ có nhận đồ thôi các bạn. Nhận quà các thứ thôi. Nhiều vãi. Tảo địa tăng. Gia tộc Mộ Dung nắm trong tay thiếp. A Di Đà Phật. Thay người đâu nhỉ? Truyền công. Truyền công các thứ này. Đoàn dự tiểu long nữ Hoàng Dung còn có hết đây. Thuộc tính này, kỹ năng mạch. À, anh em có thể là thay đổi tên của nhân vật nữa các bạn, ấn lên của các cái vị anh hùng mà kèm theo. Với chúng ta. Đó, đột phá truyền công kỹ năng. Thuộc tính. À, đây là phần cần kích duyên này. Anh em sẽ có 5 vị trí ra trận thôi, nhưng không phải được 9 đâu. Qua mở server 12 người anh em sẽ nhận được tướng gì đó, nhìn khá là lạ lạ. Lệnh Hồ Sung, Lâm Triều Anh, Thánh Nữ Ba Tư, Huyết Đao Lão Tổ, Nhạc Bất Quần. Ui, nhận quà nhiều lắm. Ok, mình sẽ xem đội hình nhá. Cho Quách Tĩnh lên trận đi. Quách Tĩnh và Tiểu Long Nữ, cặp đôi này đi cùng nhau thì thôi rồi. Đấy, kích duyên của Tiểu Long Nữ với lại Quách Tĩnh. Ok, Quách Tĩnh giờ. Đại hiệp trưởng nghĩa, vì nước vì dân. Đẹp. Kỹ năng của đây của Quách Tĩnh đây. À, đây là phần chat các bạn ạ, quên. Ok, chúng ta bắt đầu vào nhé. Thế là Quách Tĩnh thì sẽ oánh như nào? Võ sĩ nhất phẩm. Đấu chuyển tinh di. Đạt. Kiến Long Tại Thiên. Kiến Long Tại Thiên các bạn. Đấu chuyển tinh di. Ok, ôi Tiểu Long Nữ 70 cả. Ôi nhiều thế cả. Búp máu quá thứ. Lão chân kinh. Đấu chuyển tinh di. Kiến Long Tại Thiên. À, đánh công ty máu này bao giờ mới xong nhỉ? Phật Triều Tông. Bạn Phật Triều Tông. Ui. Kiến Long Tại Thiên. Xem lão lão ta đây. Ơ đánh sợ yếu hết nhỉ? Đánh yếu này bao giờ mới xong được nhỉ? Trời ơi. Rồi, khá đẹp thôi, rời đó. Mình phát ra, xem nó có gì đó. Có gì đó ở đây.
SSR đâm đánh mãi con này còn không chết cơ. Thế thì chơi bời cái gì? Túi đồ này. Ui ôi, ngọc nghĩa các thứ này. À, anh em phải nhận một cái ngọc gì gì đó. Ui. Hạc vũ bồ đề cà sa. Chọn kim tơ giáp đi. Ỷ thiên kiếm, huyền thiết kiếm, đạc cầu bổng, kim xà kiếm. Ui, đây con huyền thiết kiếm đi. Vai. Nhiều thế, mình được VIP. Lên VIP 13 luôn mà. À, lên VIP 12 luôn mà. Đại hiệp trưởng nghĩa, vì nước vì dân. Xoay chuyển càn khôn, diệu thủ hồi xuân. À, chỉ được một cái kỹ năng thôi các bạn ạ. Bị động nữa, cầm đồ đâu nhỉ, đột phá. Tăng sao này. Nội lực, võ lực, ui cộng nhiều quá, đâm ra là cũng chưa biết chơi của gì luôn. Ơ, mình được cái đồ kia thì mặc vào đâu? Thuộc tính này. Hiệu lệnh thế nào? À, trang bị đồ long đao, võ lực cộng 21%, ui. Sai lầm rồi, không lấy đồ long đao, cộng thêm 21% võ lực cơ, nhục chưa? A Di Đà Phật. Ý chí. Chỉ có long đây, vật bảo ra chuẩn ý thiên kiếm đây, dành cho Quách Tương. Ok, anh em cần phải lưu ý cái đấy nhá, để sưu tập được những cái đồ nó hợp lý. Hồn A Cửu. Ui, nhiều thứ lắm, nhiều vấn đề cực kỳ luôn. Khung à, VIP 12 được cái khung này mọi người ạ. À, đây là phần chat. Ok, thẻ tháng, ưu đãi chiến lực, sắc đổi đồ, qua đuổi niên thú à, chưa được mở. Ra trận 4 tướng. Tổng cộng anh em chỉ được bằng này thôi. Úi, hạng mình 300, anh em cùng đi xem hạng nhất này xem là đội hình của họ như nào. Xem được không nhỉ? Đây, xem đội hình. Ok, đây sẽ là Bắc Cửu Phong. 76 LV. Nắm lấy tay người. Đây là Tiểu Long Nữ. Đây là Dương Quá. Ua. Này mình đẹp chứ. Đây là Lý Thái Tổ. Đây là Kim Luân Pháp Vương. Ok, mình cứ xem đội hình thứ hai này xem nào. Ba đầu đê này của bần đạo. Tiêu Giao Tử. Hu Ta Ke. Trình Linh Thố. Trị Liệu. Chu Bá Thông. Công. Phu nhân, lẽ nào Dương Đình Thiên. Chỉ có sư đại hiệp trưởng nghĩa. Đây là Quách Tĩnh. Vì nước vì dân. Dã man. Hạng mình 300 thì làm sao mà lên được hạng, đúng không các bạn? Mình mới vào chơi mà. Đấy, mình không nói. 4.000. À, anh em cùng xem là 4.000 này có cái xem trước không nhỉ? Có cần xem trước không? Hoán công. À, chuyển đổi sang công lực cho nhau. Ok, có lẽ mình sẽ xin kết thúc video ở đây vậy. Nếu mà trải nghiệm hết thì không thể nói hết được đâu. Anh em có thể tải game về và chơi trải nghiệm thêm giúp mình nhá. Anh em sẽ có 9 vị trí để bố trí và 5 con tướng lên trận. Thì mình là chiếm 1 rồi thì chỉ lên trận được có 4 tướng thôi. Cái game này thì có lẽ là vào game được tặng khá nhiều cho nên là anh em cũng nếu mà có điều kiện thì nên nạp ủng hộ cho game nhá. Mình thấy game khá là hay, ưu đãi người chơi mới cực kỳ nhiều, đồ họa game hay, âm thanh cũng hay, cốt truyện hay, dẫn dắt người chơi hay, ưu đãi người chơi mới cũng nhiều. Thế thì chả biết chê ở điểm gì thôi, đi cho nó 10 điểm nhá các bạn nhá. À, cho 9 điểm thôi bởi vì cái tiếng động chưa lồng tiếng mà hết. Quên mất. Ok, xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Một cái game khá là hay ho cho anh em chơi.